Xin chào các em nha. Hôm nay anh sẽ dạy bé Xu Linh vẽ một chiếc hamburger và một ly nước nha các bạn. Và các bạn hãy lấy giấy và bút ra cùng vẽ theo anh nha. Anh sẽ hướng dẫn chi tiết vẽ một chiếc bánh hamburger và một ly nước nha các bạn ơi. Và chúng ta bắt đầu nha. Các em vẽ theo anh nha. Rồi bắt đầu anh vẽ đây, từ đây con chấm đây này. Được chưa? Rồi từ đây anh vẽ vòng lên chấm dài ra, vòng lên rồi chúng ta lại kéo xuống, đúng rồi. Con vẽ hơi cong nha. Đây từ đây anh sẽ vẽ một đường thẳng, đúng rồi, vẽ một đường thẳng giống anh. Và tiếp theo anh sẽ vẽ một đường xuống thế này, đây bé vẽ xuống, đúng rồi, bên này cũng vậy, đây đúng rồi đấy. Và anh sẽ nối, đúng rồi, nối hai cái điểm này lại, vẽ một đường cong cong này, một đường cong cong, đúng rồi, nối lại. Và sau đó anh vẽ xuống, bo lại và kéo qua bên kia, đúng rồi, kéo lại, bo lại. Ở đây anh vẽ một hình lượn sóng này, đúng rồi, vẽ một hình lượn sóng, đúng rồi, chính xác. Ở dưới này, bây giờ ở dưới này anh sẽ kéo xuống, kéo một đường thẳng xuống, đúng rồi, bên này cũng vậy, một đường thẳng. Và sau đấy, từ điểm này anh sẽ vòng lên, uốn xuống, kéo lên rồi, kéo xuống, nó hơi ngắn, kéo xuống xíu, đúng rồi. Và đây, thế này anh sẽ kéo lên, vòng xuống, kéo lên này, vòng xuống là đúng rồi. Và ở đây, từ đây anh kéo ra, kéo ra đến đoạn này dừng lại nha. Rồi từ đây kéo tiếp ra đây, nối cái điểm vòng kia lại, đúng rồi, nối lại. Và ở đây này anh sẽ vòng kéo thẳng ra và vòng lên, vòng ra, kéo xuống, kéo xuống, vòng lại, kéo, đúng rồi, nó hơi xấu xíu nhưng mà sao hết các bạn ạ. Ở đây anh vẽ một đường thẳng nối hai điểm này lại với nhau, vẽ một đường thẳng, đúng rồi, được chưa các bạn. Bây giờ anh vẽ lên nước này, anh vẽ một đường xuống dưới này, từ đây ở đây này, đúng rồi, vẽ xuống. Và ở đây phía bên này anh vẽ một đường cũng kéo xuống bằng với đường bên kia. Và ở dưới đít nó hơi nhọn nha, đây anh nối hai điểm này lại với nhau, đúng rồi. Và từ đây này, từ đây nha, anh sẽ kéo một đường ngang qua, một đường ngang qua, đúng rồi, được chưa nào. Và tiếp theo ở đây anh vẽ một đường gạch chéo này, gạch chéo nha, bên này cũng gạch chéo, đúng rồi, nối hai điểm này lại với nhau, đúng rồi, kéo lại. Và đây anh cũng một gạch chéo nằm phía trên, nó nhỏ hơn đường dưới nha, bên này cũng vậy, rồi cũng nối hai điểm này lại với nhau, nối lại. Và ở phía trên này cũng một đường chéo, rồi sẽ nối hai điểm này lại với nhau, được chưa nào. Và tiếp theo anh vẽ cái ống hút này, đây anh vẽ một đường chéo nha, một đường chéo, đúng rồi, một đường chéo. Và đây vẽ ra, vẽ ngang ra và kéo xuống trách xuống và nối lại, chưa nào. Rồi kéo xuống và ta được một cái ống nước nha. Ở đây anh kẻ một đường ngang nối lại, ở dưới này cũng một đường ngang, được chưa nào, ok. Và ở đây anh sẽ vẽ những cái chấm cho cái ổ hamburger này nha, đúng rồi, có những trên cái miếng bánh hamburger có những cái và anh sẽ, và bé sẽ sử dụng những cái bút màu này tô màu cho các em xem nha. Và các em hãy đánh giá xem là nó video có đẹp không nha các em. Và tiếp theo đến phần tô màu nha. Bây giờ anh và bé sẽ, hai người sẽ tô màu khác nhau. Và bé Xu Linh đang tô một chiếc ly màu hồng. Còn anh cái phần phía trên này anh sẽ tô cái hamburger này là màu cam nha các bạn. Phía trên phía dưới này, đây là cái bánh hamburger kẹp thịt nha. Ở trên của nó là màu cam, ở dưới cũng vậy. Và ở trong phía trong này
và một cái bánh ấy, gọi là miếng thịt đấy, miếng thịt anh tô sẽ tô là màu màu vàng nha. Và tiếp theo là đến là cái phần anh tô màu xanh này là phần rau nha. Phần rau có trong này có thịt và có rau kẹp lại đúng không nào? À đúng rồi, hai miếng rau nha, hai miếng rau ăn cho sức khỏe, cho tốt cho sức khỏe nha các bạn. Và Xuân Linh bên này đang tô cái ly nhiều màu sắc nha. Nhìn cái ly của Xuân Linh dễ thương nha các bạn ơi. Và Xuân Linh cũng đang tô màu vàng cho cái phần bánh hamburger. Và anh đến cái ly rồi, cái ly ở dưới này anh sẽ tô màu đỏ này. Và Xuân Linh đang tô màu màu vàng đúng không nào? Và anh cũng đang tô màu vàng cho cái ly các bạn ạ. Và tiếp theo Xuân Linh tô cái phần rau là màu xanh da trời, sáng tạo quá nha. Và trên này Xuân Linh cũng tô màu xanh lá cây cho cái phần thịt phía trên. Ở cái chỗ này thì Xuân Linh lại tô màu hồng các bạn ạ. Ừ, không sao đâu ha, cũng đẹp mà. Và anh đang tô 7 sắc cầu vồng cho cái ly nước này nha các bạn ơi. Nhìn khá là đẹp nha. Các bạn thấy cái bánh của anh vẻ đẹp không nào?